Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của Ban Hợp ca Liên hội. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý anh chị trong Ban Hợp ca Liên hội. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin vô cùng cáo lỗi cùng quý vị. Chúng tôi nhận thấy có vòng hoa của các anh chị trong quốc gia Hành Chánh. Xin vô cùng cáo lỗi. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách, quý vị đồng hương, quý vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị có thể lay up lên để niệm hương trước bàn thờ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong lúc chúng tôi xin kính mời Chủ tịch Liên hội ông Tần Nam trong lời cảm tạ quý vị quan khách. Trong lúc đang chờ cho tất cả các đồng hương cũng như tất cả các cựu nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta lên thắp nén nhang cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đồng hương cũng như tất cả các anh em cựu nhân đã đến tham dự với chúng tôi ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình buổi lễ thì hôm nay, đại diện cho ban tổ chức của lễ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã đến tham dự với chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng có lời chúc tất cả các đồng hương một ngày hạnh phúc, an vui. Và xin chân thành hẹn lại tất cả quý vị vào năm tới. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình lễ tưởng niệm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi là Mộng Thủy. Tôi là Vũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng. Xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của tất cả quý vị đã ở lại với chúng tôi đến giờ phút cuối cùng. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và trên đường trở về nhà cùng gia đình bằng an. Và chắc chắn trong buổi tổ chức ngày hôm nay sẽ có những điều thiếu sót và khuyết điểm, xin quý vị lượng tình bỏ qua cho. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị. Và xin anh em mời lại chúng ta giúp cho ban tổ chức thu ghế lại với lại tất cả những cái công việc gọi là tạp dịch. Xin cảm ơn tất cả quý anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, đi qua. Cho tôi với chị là anh Năm chứ không